Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ trọng đại này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 44, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, Hoàng hậu bên hữu Đức Vua, và một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy bên hữu Ngài. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai. Trang điểm vàng ô phía lộng lẫy, hãy vào đây cùng tôn kính Ngài. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Nào tôn nương hãy nghe và sùng bái, đưa mắt nhìn nào cùng lắng tai. Quên dân tộc, quên đi nhà phụ thân, lòng hỷ hoan hòa ca chúc tụng. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Alleluia, Alleluia. Đức Maria được mời gọi lên trời, đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. Bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy. Bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy. Bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy. Tôn nương ơi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ, bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy.
sắc nước hương trời, quân vương sủng ai. Hãy vào phục lạy người là Chúa của bà. Bên hữu ngài hoàng hậu xanh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy lộng lẫy. Lòng hoan hỷ đoàn người tiên bước về tưng bừng vào tận hoàng cung. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phía lộng lẫy lộng lẫy. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Thánh Vịnh 44. Tấn Đạt xin chào tất cả quý vị và xin mẹ Maria luôn đồng hành với tất cả quý vị trong cuộc sống. Xin chào quý vị.